Các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Clip này thì mình muốn review một cái game mà mình đã có dự định chơi từ lượt quảng cáo trước rồi. Thực ra cái game này không phải là mới bắt đầu ra gần đây đâu. Game này nó đã ra mắt theo như mình biết thì nó khoảng tầm 4 5 tháng trước ở bản tiếng Anh, nhưng mà đến bây giờ thì mở thêm cái server Việt Nam và có tiếng Việt thì khoảng tầm 2 3 hôm trước thì mình cũng đã tải game này về rồi, nhưng mà chưa có thời gian để ngồi chơi tiếp bởi vì là hiện tại bây giờ đi làm từ sáng đến tối về nó cũng đã bận rồi và vẫn đang làm một cái game chính, đó là liên quan đến game Pokemon. Vậy nên game này mặc dù là thích nhưng mà cũng không có khả năng chơi nhiều. Còn bây giờ mình chỉ mục đích vào để review là chính thôi. Bạn nào mà thích cái game này có thể tải về, hiện tại nó cũng đang có ở trên Google Play. Đây chính là giao diện của game. Cái hôm đầu mà tải về ấy, thì mình cũng đang ở level 20 chứ còn chưa nâng lên được level cao lắm, và game này có một số cái code như sau thì bây giờ mình bắt đầu mới biết và nhập. Code đầu tiên này, 88 vỏ sò màu, cái này chính là cái mà nạp để có được. 50 vỏ sò màu này, trứng pet may mắn. Cái này thì phải lên trên group mới biết được chứ còn trên trang chủ đúng là game chẳng chịu post hết những cái code này luôn. Này nó giống như kiểu mà nuôi những con rồng ấy. Ngày trước mình có chơi game Dragon Mania Legend của cái game lót ấy thì cũng thích thích rồi. Thực ra nuôi một số cái con kiểu kiểu tận con rồng ấy mình thấy thích thích, thế nên là nhìn thấy game này giới thiệu ở trên Facebook và phát là mình đợi nó ra thôi. Chứ còn nếu mà trải nghiệm trước thì game này nó đã ra mắt ở bản tiếng Anh từ đây 4 tháng trước rồi. Trứng pet may mắn này. Hộp may mắn à, được một trong những món này và lại có trứng pet. Và cái code cuối cùng thì phải. Thế là hết cái code ở trong game này mà mình biết. Và game này pet đây, nó làm mình gợi nhớ đến lúc mà những cái game kiểu dạng như là nhàn rỗi nó cũng chỉ có một vài cái chỉ số chính, ví dụ như là tấn công xong rồi máu xong rồi là thủ này, nhưng mà nó cũng sẽ có một cái khoản đó là tiến hóa. Nhưng mà trước hết thì vào trong này để rút cái trứng đã, được một pet mới này, quay tiếp 10 lượt này, lúc nãy mình đã vừa lấy được. Nhưng mà như có cái code nào mà nó còn được 200 lượt ý thì phải. Chuột túi đấm bốc này, cường công cường hóa công thường này, có được một con mới nhưng mà con này nhìn là kích hoạt sưu tầm một số bộ pet rồng ở trong này thì có thêm được mấy cái vỏ sò. Cuốn trí tuệ bộ là đây là tăng thêm công rồi, bằng cách đó là nâng sao phong trảm long tiến hóa. Pet của mình đây, mình vừa lấy thêm được. Có con này làm gì mà nó cứ nhìn theo kiểu phát sáng đi, theo kiểu mà bậc cam ở màu cam mà, tức nghĩa là nó sẽ có nhiều cái tính năng hơn à. Đây là kiểu dạng như là nước băng này, khống chế đóng băng hàng trước này, con này là cường công này, theo kiểu tấn công truy kích đánh bại này, giết được một địch xong mình nhớ là cái này đánh bại mục tiêu thì truy kích thêm một lần nữa. Béo rồng lửa pháp sư thiêu đốt tăng sát thương, con này là thuộc tà tấn công này, cường hóa công thường pháp sư sát thương đơn này, sát thương đơn. Còn về bảy trận lúc này thì cho mở được thêm một pet thứ tư nữa. Đây có nhiều các yếu tố trong này, ví dụ như là yếu tố gió này, đất này, nước và lửa.
tiến hóa. Mình nhớ mình thích cái con có khả năng. Long cốt mới. Tiến hóa lên thì có thể thêm được cái skill mới dành cho pet. 7 trận nè. Pet này mới level 10 này, có thể ấn tăng cấp nhanh này. Hiện tại bây giờ level 20 của mình thì pet cũng chỉ lên được level 20 thôi. Con này thì chưa có thêm được cái đồ nào cả, cho nên kỹ năng của nó chưa có. Còn tấn công. Bạn cũng thăng hạng chức vị lên này. Đây nhân vật bắt đầu mình chọn lúc đầu. Thợ săn nhập môn loại bây giờ lên cấp 2 rồi. Mà trong game thì tấn công theo kiểu như này. Vừa rồi thì vừa lấy thêm được đồ này nữa này. Mỗi cái kiểu dạng như là một món đồ này kiểu dạng như là một cái tấn công riêng 30 năm, 10 năm. Long cốt thứ nhất. Nắm đấm suy kích, hiện tại có một cái này tấn công lên hàng trước. Cái này cũng là hàng trước. Nhưng mà nhìn cái này 30 năm thì nó xịn hơn. Rồi, bắt đầu chiến đấu. Nó là mình nhớ lại cái kiểu game poke đại chiến ấy. Nó tấn công tự động thôi và cứ khi đẩy được cái bốn cái vạch kia thì nó có thể là ra được đòn tuyệt kỹ của nó. Vừa rồi thì con pet đấy của mình là thuộc loại truy kích. Có một cái skill theo kiểu mà giết được địch xong sẽ được tấn công thêm một lần nữa. Có một bé. Nhìn cái con kia giống cái kiểu con ở trong cái game Pokemon ấy nhỉ. Đeo mặt. Thì những con nào mà có được cái kỹ năng ấy, lúc bắt đầu bạn lắp cái đá lúc nãy ấy, thì nó mới có thể là ra đòn tuyệt kỹ giống như này. Vừa rồi thì chưa giết được nó. Đấm lửa lên hàng trước này. Thì đây cũng là một game nuôi rồng mình cảm thấy cũng thú vị để có thể chơi. Có bắt đầu lên đoạn này có thể nhân đôi. Vừa rồi thì mình nhận được thêm mấy cái trái kiểu giống trái ác quỷ ấy. Trái ác quỷ đấy để dùng lại để nâng cấp lên thêm cho những con rồng của mình nữa. Trợ thủ. Lại thể lấy thêm được thêm một con pet mới mà không không qua là cái quay lúc nãy. Thì những ải này ban đầu đi có vẻ rất là dễ. Thì vừa mới vào đầu là hầu như con nào của mình cũng đã hay con của địch cũng đã có bốn cái ấn để có thể nó tấn công được luôn. Xong, chiến thắng. Chuẩn bị sắp lên được 21 và được thưởng thêm cái quả tiến hóa này nữa. Thì đây là game này mình nhớ là phải tầm gần 2 GB. Bạn nào có thích trải nghiệm game này có thể tải về. Nó cũng là tiếng Việt thôi cho nên là cũng không khó khăn gì cả. Với cả nó cũng có cái nhóm ở trên Facebook ấy. Thực ra game này mình chẳng phải quảng cáo đâu. Mình chơi trước xong rồi là cảm thấy nhìn nó hình ảnh hay hay thì mình review thôi. Qua được các cái ải chương này thì nâng cấp, thăng cấp. Còn có cả tiến hóa rồng nữa cơ mà, nhưng mà mình chưa có. Nhập môn loại 2. Lấy được thêm long cốt tự chọn. Thăng hạng chức vị này. Nhân vật lúc bắt đầu chọn có nam có nữ. Nên lấy thêm 5 quả trứng. Làm nhiệm vụ vượt ải thì được thêm cái vỏ sò. Triệu hồi một pet. Triệu hồi một pet cực hiếm. Hình như là cái con lúc nãy là mình triệu hồi là cái con đấm bốc ấy. Thì nó thuộc dạng pet cực hiếm ấy.
Còn đây là đăng nhập hàng ngày, đến ngày 2 thì nhận được thêm một quả trứng nữa. Đây là nhận thể lực của bạn. Nếu bạn đã bỏ lỡ qua thể lực rồi, mình hôm nay thì cũng đã vừa đủ là có thêm triệu hồi thêm 10 lượt nữa. Thực ra có một lần triệu hồi miễn phí và mỗi ngày vào thì có thêm được một lần triệu hồi cho kiểu mà được một quả trứng ấy. Điểm may mắn làm cái gì nhỉ? Có cơ hội để ra được một pet xịn hơn à? Nhìn các pet xịn nó cũng ngầu hơn hẳn. Rồng bạo minh. Mà mấy con theo kiểu rồng lửa thì mình nhìn hầu như tạo hình nó đẹp. Ủa? Đây là rồng à? À, Phượng Hoàng à? Kiều à? Đúng là kiều thật. Thì sẽ có cơ hội để sở hữu cái pet xịn đấy. Chuột mê tiền. Khống chế hàng sau. Heo rừng ú này. Hóa ra không phải mỗi rồng đâu, còn có cả các động vật khác nữa. Phong Trảm Long đây. Con nào có rồi thì nó chuyển sang thành mảnh thì phải. Và đợt này thì được một con bậc tím. Có một con bậc vàng theo kiểu mà mình triệu hồi theo kiểu của con cường hóa công à. Đây là pet theo kiểu pet vàng ấy. Hai con pet vàng thì nhìn nó xịn hơn hẳn. Còn đây là những pet tím thôi. Pet tím này thì đương nhiên là chắc là nó cũng sẽ nâng theo kiểu mà tăng sao nó dễ dàng hơn rồi, bởi vì dễ kiếm mảnh này. Kích hoạt tăng sao thành công à, phải tăng đến hết cái mốc đấy thì bắt đầu lên được cái sao tiếp theo. Nhận 6 pet hiếm này, thêm mấy, nói chung là nhiệm vụ hàng ngày thì có thể lấy thêm được những quả trứng để triệu hồi tiếp. Đi hết cái ải này đã. Bây giờ đã có 6 pet rồi. Hết rồi. Đề xuất này. Trong này thì có hướng dẫn mấy cái đội hình theo kiểu mà tân thủ xé giáp. Đủ đội hình theo kiểu sưu tầm rồi. Bảo là ưu tiên để những con mà phòng ngự lên hàng trên. Linh Dương đánh theo kiểu một hàng dọc. Chủ túi đấm hàng trước này. Thì cái con pet mà đánh theo kiểu truy kích của mình thì nó đi có vẻ hơi bị chậm. Hay là game nó sẽ đánh theo kiểu mà tốc độ con nào cao hơn thì đánh trước thì phải. Được thêm 50 cái nữa. Thì mình nhìn thấy rất là thích cái con nào mà có kiểu đánh truy kích như thế. Cho nên là tiến hóa lên thơ ấu rồi. Phong Trảm Long. Bỏ qua thôi. Đây là một game theo kiểu nhàn rỗi rồi. Càng dần về sau thì đương nhiên các ải nó cũng sẽ mạnh hơn hẳn. Và có đến 6 con lận. Nằm đấm truy kích, đấm hàng trước. Combo cánh gió. Nhưng mà tiếc là đánh cuối cùng mà cũng được, để truy kích. MVP lại là nó. Ok, thì mình chỉ giới thiệu qua về trò chơi này thôi. Tất nhiên là vẫn còn rất là nhiều các cái tính năng khác ở trong cái trò chơi này nữa. Nhàn rỗi à, treo máy thì cũng được nhận được thêm kinh nghiệm mà. Có thêm cả tăng tốc miễn phí nữa. Nhận thêm 3 quả trứng pet. Thì không biết là mình có đủ cái bao nhiêu pet chưa để thử vào quay thêm phát nữa. Thôi bây giờ thử quay thêm phát xem có ra được cái gì không. Thằn lằn điên cuồng. Nhìn giống có con ở trong Pokemon ấy. Lửa. Phá phong linh. À được một con nhìn trông đẹp hẳn lên. Màu cam. Chắc là pet hiếm. Phá phong linh long. Thêm một pet vàng nữa. Phá phong linh long. Tôi nghĩ là có 3 pet vàng lúc đầu. Ok, mình kết thúc cái giới thiệu cái trò chơi này ở đây.
Hẹn gặp lại các bạn clip kế tiếp.